Anh trai ơi, anh trai ơi, ai có con lừa đi xe kéo xin đi. Ôi, cái này, cái này, cái này. Dừng lại đi, dừng lại đi. Anh muốn nghe tin nào trước? Cho em nghe tin buồn trước được không ạ? Tin buồn là anh sẽ móc cái xe kéo ở đây đó. Thế còn tin vui ạ? Tin vui là anh sẽ còn sống để đi về á. Trời vâng. Em biết thân biết phận các anh ạ. Em còn chưa làm được một cái gì, em vừa góp tiền mua được con lừa thôi. Các anh tha cho em, các anh lấy con lừa đi. Trên con lừa là cả tài sản cho em luôn đấy. Em cảm ơn các anh nhá. Đây các anh, không ơi, cái kiếm nhà em thôi. Các anh thông cảm cho em cái anh ơi. Thôi anh ơi, các anh để cho em giữ lại thanh kiếm. Thanh kiếm này em giết bao nhiêu người rồi, em nói thật với cả các anh. Thanh kiếm này là cả... Anh giết tôi thì sao? Không, em không giết của anh bao giờ, đã bao giờ em giết anh đâu. Trời, em chưa bao giờ em chửi anh một câu nào. Thôi các anh cho em giữ lại thanh kiếm, em bỏ con lừa cũng được đấy. Em để lại đúng con lừa đấy cho các anh. Thôi các anh cho em xin, em giữ lại thanh kiếm, đúng thanh kiếm rồi các anh nhá. Em xin lỗi. Anh thông cảm cho em cái. Đồng sau năm mới. Chúc anh một năm mới thật là nhiều sức khỏe, cướp bóc được thật là thành công, thật là thuận lợi và không bao giờ bị chết. Ok nha các anh. Em cảm ơn các anh nhá. Chúc anh năm mới vui vẻ nhá. Về đài này sâu tiền đi. Về đài này sâu tiền cái đó chứ. Chưa sâu tiền mà. Sao lại thôi miên thì anh buồn cười đợt này. Em bảo các anh nhá. Bây giờ em bảo đây các anh dừng lại, em bảo các anh đi cướp và các anh cướp được cả một cái xe lửa bên trên đầy quặng và đầy lúa. Đấy là một sự thành công của đầu xuân năm mới rồi đúng không? Mình không nên nhúng sâu vào tràm nữa các anh ạ. Các anh cướp vừa vừa thôi, cũng phải để cho người ta một con đường sống. Người ta làm ăn được, khi nào người ta phất lên thì các anh lại cướp tiếp. Thế đúng không? Nhưng bây giờ các anh cứ cướp đầu xuân năm mới thì các anh thì thế được rồi. Cho tôi kiếm ra ví tiền của Hyundai có được không nhỉ? Ví tiền em á? Xem thôi. Đây đây, được 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 được. Nếu như các anh muốn xem. Em nói thật với cả các anh, em có đúng 8.000 thật sự luôn. Đây, xe đây. Ôi già, cả một gia tài đấy. Ôi không, 8.000 gia tài thì các anh ơi. Cái cướp với các anh giàu bỏ mẹ đi, bọn em nghèo vãi cứt các anh ạ. Thôi các anh tha cho em nhá. Anh thông cảm cho em cái. Đi qua cầu là lớn chuyện đó, đi qua cầu là lớn chuyện đó. Sao anh này đóng phí qua cầu, anh này đóng phí qua cầu, ví dụ bên đài không sao hết. Các anh thông cảm cho em cái nhá. Em cảm ơn các anh nhá. Chúc anh năm mới vui vẻ nhá. Vạn sự gì các anh ơi. Cố gắng cướp bóc thật nhiều nhá. Giữ sức khỏe các anh nhá. Ai à? Ôi không sao, đá em cũng được. Tôi tha cho một mạng đấy. Dạ, em cảm ơn anh nhá. Mày ảo mày nhớ mặt bố mày.